Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 á. Hôm qua thì lượm được một vài cái lá mà nó có thể gặp lại được á. Mình thấy cái này khá là hay luôn, mình trang trí một cái chỗ như vậy để mỗi lần mình muốn qua chỗ farm sắt AFK đúng không, là mình ba cua qua. Như vậy thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều luôn. Đó. Giờ thì xuống dưới rồi thăm thôi chứ có gì đâu mà căng. Nhìn ngại quá, sách nhiều quá không biết xài sao hết nữa tao ơi. Ngày nào cũng vô lụm như vậy thì thích muốn chết à. Mày câm mồm đi. Rồi giờ thì mình sẽ trả lại vô đây ha. Nói chung AFK một lần thì cho đáng luôn ha. Đó, nó lại rớt xuống tiếp rồi cơ. Rồi giờ thì sau khi đã có sách thì mình sẽ mang về nhà cất ha. Rồi và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành sử dụng số bí ngô mà mình đào được ở gần nhà nè, để mình làm một cái chỗ mình farm bí ngô ha. Trong tương lai thì bí ngô ngoài mình trao đổi với những bác dân làng nông dân chuyên thu mua bí ngô, mình còn có thể sử dụng nó để xây dựng nữa, làm những cái thử thách xây dựng bằng bí ngô chẳng hạn. Đó cũng là một cái ý tưởng khá là hay á. Rồi giờ thì mình sẽ nén sắt lại trước, nén thiệt là nhiều luôn, cái này xài không biết khi nào mới hết nữa. Rồi cứ dùng để đó trước đi ha. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái chỗ trồng bí ngô luôn đi nhờ. Được, hợp lý á. Giờ thì mình sẽ tiến hành làm cái chỗ trồng bí ngô á. Nhưng mà mình cần phải làm một cái cây cuốc bằng kim cương trước cái đã, để mình có thể kiểu như là cuốc được lâu hơn á, chứ cuốc sắt thì mau hư lắm. Đây, cuốc kim cương. Công thức là như vậy. Xong phân. Giờ thì đi thôi. Và khu vực làm cái chỗ trồng bí ngô chắc nó sẽ tiếp đằng kia kìa, chứ không có ở bên đây đâu. Bên đây hết chỗ trống rồi, tại vì cái chỗ này mình xây nó sẽ tương đối là bự đó, chứ không có nhỏ đâu. Nên mình cần phải có một khu vực đủ rộng để mình có thể thực hiện được ha. Và trước khi qua bên đó thì để mình nâng cấp luôn cây cuốc chứ, tại vì mình có nhiều kinh nghiệm mà, phải nâng cấp luôn. Biết đâu cây cuốc này nó lại có cái dòng gọi là chậm hỏng thì sao, lúc đó thì mình lại càng sử dụng lâu hơn nữa. Thử nha. Trời, cây cuốc mà hiệu suất. Cái cuốc này mà hiệu suất cái gì, mình đâu có đào cái gì đâu. Rồi luôn, nó còn cho mềm mại nữa. À có. Nếu mà nó cho mình mềm mại thì mình có thể dùng cây cuốc này để đi kiểu như là ấy lá á. Cũng hợp lý á. Được được, mai mốt mình ví dụ mình muốn lấy cái lá thì mình chỉ cần lấy cây cuốc này thôi, không cần phải mang theo kiểu như là cây kéo. Quá là tuyệt vời luôn. Và cái khu vực thi công á thì nó sẽ cách cái nhà mình ở đằng kia khoảng một cái đồi ha, là tới khu vực thi công rồi. Nhưng mà hiện tại thì chỗ đó nó như cái chỗ chứa dùm bay vậy đó. Quá trời dùm bay nè. Trời ơi, nó cái bè kéo phái nó rình rình. Mình tin chắc là thế nào nó cũng định úp sọt mình cho coi. Nhưng mà sao mà đỡ được, mình chạy liền. Dễ gì để cho nó úp sọt á. Hiện tại thì mình chỉ cần tiến hành đó chính là cuốc những cái đất này lên nè, cũng như là đổ xô nước thôi à. Mình chỉ thấy là nó cực ở cái khâu cuốc đất thôi, còn cái khâu mà đổ xô nước thì cũng không cực lắm, cực lắm á. Rồi chắc giờ thì bắt tay vào làm việc luôn thôi. Và lần này không chỉ đơn thuần là làm việc đâu, mình sẽ vừa làm và vừa chiến đấu với zombie nữa. Tại vì nãy đi quên mang theo cái giường rồi. Đó, thấy chưa. U là trời. Cái này không biết làm chừng nào mới xong nữa. Cứ làm được một tí thì bị quái nó làm phiền như vậy thì khổ. Bây giờ thì mình sẽ chia kiểu là một hàng nước rồi tới một hàng hộp giống á. Rồi hộp giống nó sẽ kiểu như là phát triển thành trái bí ở đây, tương tự với hàng bên này. Và mình sẽ làm dài tít lên kia luôn nè. Cứ theo công thức này mà làm thôi á. Cách ra hai ô, cuốc ra một cái và cho xô nước vào. Đó, làm dài qua tới bên kia luôn. Chuyến này làm xong á đã mệt rồi mà thu hoạch chắc nó còn mệt hơn nữa. Mình nghĩ vậy á. A few moments later. Sau khi cuốc xong hàng này á thì mình sẽ tiến hành kiểu như là trồng bí ngô ha. Hiện tại thì cái số bí ngô của mình nó không có nhiều á, thành thử ra mình sẽ trồng trước tầm 2-3 hàng gì đó. Sau đó mình sẽ sử dụng bột xương nè. Rồi mình nhân giống lên thôi. Ví dụ ha. Đây. Trồng xương vào. Đó, cái này thì nó sẽ rất là nhanh chóng lớn nếu như đất nó tươi tốt giống như vậy á. Và tương tự với tất cả các hàng còn lại thôi. Cái kế hoạch làm cái chỗ farm bí ngô của mình này nó không biết có thành công hay không nữa. Hy vọng là nó thành công ha. Ui trời. Hình như cô đó sai. Khoan. Ở giữa hai ô. Ủa sao này ở giữa có ngồi luôn.
Mình làm riết lú rồi, cái này bị thiếu một ô rồi. Bên đây thì đủ nè, chỉ có bên đây là thiếu thôi. Trời ơi làm nhiều quá bị lú rồi. Bố tay thì mèn đét ơi, thôi kệ đi, cái hàng này thì nó bị thiếu ô chắc cũng không sao đâu. Rồi đây là những cái hộp giống cuối cùng và cũng là hàng cuối cùng rồi ha. Hết. Rồi xong phim. Quả chè đẹp đậu thiệt chứ. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Cúp này bị thiếu không ta? Mình phải lắp vô đây thêm một cục nữa. Rồi ok, vậy là đẹp ha. Và bây giờ là tới cái công đoạn là mình sẽ AFK để cho những cái hộp giống này nó trưởng thành ở mức tối đa nhất ha, để mình có thể kiểu như là dễ dàng thu hoạch hơn. Và để coi coi với một lần thu hoạch hết toàn bộ số bí mà mình trồng trong khu vực này thì mình sẽ có cỡ bao nhiêu stack bí ngô ha. Cùng mình chờ đợi nào. Oh my god luôn á. Xung quanh mình toàn là bí đây. Trời đất ơi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch từ đây dài qua bên kia ha. Không biết là có đủ hay không nè. Hồi nãy cuốc là mình sửa hai lần rồi đó. Thì mới đủ cuốc á. Chắc một xíu mình phải mang theo kim cương qua đây để mình sửa cây rìu để thu hoạch hết cái đống bí này nè. Hơi bị mệt mỏi luôn. Wow. Một hàng như vậy thì mình sẽ tầm 2 stack và 21 ha. Là cỡ 100... 150 á. Ui, một hàng như vậy là mình được 150 bí ngô. 300, 600. Bỏ hàng này đi. 600 rồi đúng không? Rồi 750. 900. Oh my god. Thêm hai hàng nữa là 1200. Thêm 3 nữa là 1500. 1800. 2100. Và 2400. What the hell, mình thu hoạch hết cái đống này là được 2400 bí ngô. Trong khi cây rìu của mình thì chỉ có 1500 đâu bên à. Trời đất ơi, có chầm hỏng luôn thì chắc nát cây rìu luôn thì mới hết cái đống bí này á. Vậy là trong tương lai những cái thử thách xây nhà bằng bí ngô của mình chắc thực hiện được á. Tại vì với số lượng bí ngô dồi dào như vậy thì mình tin chắc là mình xây rất là thoải mái ha. Rồi. Và như vậy công việc làm cái ruộng trồng bí ngô khổng lồ của mình đã hoàn thành rồi ha. Tuy nó ngốn khá là nhiều thời gian của mình nhưng mà mình thấy khá là vui luôn vì số lượng bí ngô mà nó cho mình rất là nhiều ha. Trong tương lai thì cũng có thể mình sẽ làm một cái ruộng khổng lồ giống như vậy nhưng mà không trồng bí mà là trồng những quả dưa hấu ha. Mình sẽ lấy kim cương trong nhà này đi. Dũng vô đây sửa lại. Một viên ít quá. Thêm viên nữa đi. Rồi cho được khá khá cái độ bền ha. Rồi. Và bây giờ mình còn phải đổi tên cái xô chứa Axolotl nữa. Tại vì nếu không thì mình xả ra thì nhiều khả năng là sẽ biến mất luôn á. Nên mình sẽ đặt tên cho em Axolotl này là... Tí Nị. Tên là Tí Nị ha. Tại vì nhìn em này cũng khá là nhỏ nhắn đáng yêu á. Nên đặt tên là Tí Nị luôn. Ủa trời tối hả? Tối đi ngủ nữa. Không ngủ là quái nó kiếm mình là mệt nữa. Rồi. Và sau khi mình ngủ xong thì chắc mình sẽ qua bên đây để mình thả Axolotl về đúng cái vị trí mà Axolotl ở. Oh what? What? What the hell? Tự nhiên có cây đinh ba vậy? Hello? Hello? À tới này. Giường bài chết được. Cầm đinh ba hả? Trời nó phóng đinh ba. Mà sao găm vô được cái cây này hay gì? Nó phóng găm vô cái hàng rào luôn cơ. Hay thiệt. Khó gì mà cũng làm được nữa. Rồi giờ thì mình sẽ đi qua chỗ nuôi Axolotl ha. Hiện tại thì mình nuôi Axolotl ở trong cái khúc sông này đi. Rồi mai mốt mình có tìm thêm được Axolotl nữa thì mình sẽ cho vô đây tiếp và nhân giống Axolotl lên ha. Đó. Em đầu tiên tên là Tí Nị. Quá đã luôn. Không biết em tiếp theo ví dụ mình có thì mình nên đặt tên gì ha. Khá là khó để suy nghĩ đây. Rồi, và ở đây các bạn có thấy cái hệ thống đường ray nho nhỏ mà mình xây không? Cái này thì mình thiết kế dành riêng cho cái quá trình mình chạy từ đây qua cái chỗ ngôi nhà những bác dân làng ở á, cho nó tiện. Với lại mình cũng khá là thích đi đường ray nữa. Rồi, giờ thì đi thôi. Đó. Hơi bị xịn đó nha. Cái này còn có quẹo cua nữa nè. Nhưng mà giờ thì mình muốn qua làng. Ủa, qua chỗ mấy bác dân làng nên mình sẽ không có quẹo ha. Mà đi thẳng thôi. Đấy, toàn là đường ray tăng tốc thôi à. Nên đi rất là nhanh luôn.
Lười đi bộ thì có thể đi đường ray và chạy tới chỗ mấy bác dân làng cũng rất là thoải mái. Sau đó thì mình sẽ vô đây. Tại vì hôm bữa mấy bác giận mình nhưng mà bây giờ hết giận rồi. Đó, còn giảm giá cho mình nữa nè, dễ thương gì đâu á. Nhưng mà nói chung mấy bác này thì mình đã trao đổi gần như là lên cấp độ gần cao nhất rồi. Hiện tại mấy bác này đều là ngọc lục bảo hết rồi á. Ủa, có bác này vàng thôi à, tại vì mình không có đủ da để đổi tiếp á. Còn mấy bác này là ngọc lục bảo hết trơn rồi. Hình như mình còn nâng lên một cấp nữa là kim cương, nhưng mà để trước mắt là mình muốn đổi thêm một quyển sách sửa chữa. Coi coi cái 1 hay 2 ta? 3 luôn. 3 quyển sách sửa chữa để mình ép vô quần nè, áo, nón, netherite của mình á. Chứ không thôi là mau hư lắm. Mà sách thì mình gần hết rồi, chỉ đủ làm 4 quyển thôi. 4 quyển sách, không biết đủ mua không nè. 1 quyển, 2 quyển, 3 quyển. Đủ đi, ừ, 4 quyển. Tuyệt vời, mua thêm kệ sách không? Kệ, mình mua thêm một kệ đi. Còn mình sẽ mua thêm một quyển để mình ép vô. Ép vô cái gì nữa ta, cái ổn luôn không? Thôi lỡ ép vô cái ổn luôn á. Cho nó đủ bộ giáp mà full sửa chữa luôn. Hợp lý á. Ô, còn giảm giá cho mình đó nè. Tốt. Tiết kiệm được một chút ngọc lục bảo. Vậy là mình đã mua được 5 quyển sách sửa chữa rồi. Quá là đã luôn. Cất mấy cái thừa vô ha. Để coi mấy bác đổi sắt. Chưa có sắt để mình đổi tiếp. Tiếc quá à. Và cái bác làm cung á, thì ngoài đổi cung ra thì bác ấy còn mua lông nữa nè. Vì mới mốt mấy cái cọng lông gà mà trong cái máy farm thịt gà của mình đã có công dụng rồi đó. Mình sẽ dùng nó để đổi thêm ngọc lục bảo sử dụng ha. Mấy bác này là nông dân nè, mình có thể gom bí ngô qua đây đổi là hơi bị đã luôn. Tha hồ mà cày ngọc lục bảo ha. Mà trời lại mưa tiếp rồi. Cỡ gà trời hay mưa cực luôn á. Thôi mình sẽ làm một cái đe ở đây luôn đi, mình có nhiều sắt mà. Làm một cái đe. Rồi, ép vô đây luôn. Ép tại chỗ luôn ha, cho nó đã. Ép full một bộ giáp sửa chữa nè. Nón sửa chữa. Áo sửa chữa nè. Quần sửa chữa. Và một cái đồ ổn luôn. Xong. Trời ơi, mặc cái xích đồ vừa mạnh nè, mà còn full dòng sửa chữa nữa thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Quá là đã luôn. Giờ chứ mình đang gán mình kiếm một cái cây cúp, nó có cái dòng mềm mại nữa nè, là đủ bộ dụng cụ để mình có thể làm việc được tối đa luôn rồi đó. Ủa mà sao mình dư được một cái quyển sửa chữa ta? Ủa nãy mình có mua dư không vậy? Rồi sao mình dư cái nè? Mua hồi dư nào không hay luôn. Thôi cắt vô đây đi ha. Xong, giáp sửa chữa đã có. Và bây giờ thì mình còn một việc nữa. Đó chính là đi tìm cánh cổng kết thúc thôi. Tại vì ban đầu mình định đánh rồng khi mà mặc giáp kim cương. Nhưng mà thôi, có giáp netherite đánh rồng nó mới ngầu được. Nên quyết định sau khi full giáp netherite và ép được những dòng xịn sò thì mình sẽ tìm con rồng và xử nó thôi á. Để mình sớm kiểu như là đi qua những cái đảo khác và tìm cánh cứng. Chứ bây giờ mình không có cánh cứng á, đi khám phá nó cũng hơi khó. Ok. Ê, rồi. Rồi luôn, mất cái xe luôn rồi. Thiệt cái tên. Khổ. Đi xuống mà bất cẩn là mất cái xe mỏ liền. Thôi để bây giờ mình sẽ vô trong mình gom những thứ cần thiết để đi tìm rồng Ender ha. Đầu tiên thì không thể thiếu là những block rồi nè. Mình sẽ cần block để mình trèo lên những cái tháp á. Dùng cái gì ta, dùng gỗ đi. Tốt nhất là nên đem gỗ, một stack gỗ là quá dư rồi nè. Rồi, lúc mà mình đi khám phá thì nhiều khi mình lại đi tìm thêm thành phố kết thúc đúng không? Thành thử ra mình sẽ làm thêm pháo bông luôn. Pháo bông thì cần thuốc súng. Thuốc súng nè, cần thêm giấy nữa. Giấy đây. Xong, mình sẽ làm pháo bông ha. Pháo bông cấp độ 3 luôn. Rồi, pháo bông nè, rồi thủy tinh. Nhiều lúc mình lại cần múc những cái hơi thở của rồng á. Mình sẽ làm một vài cái loại thủy tinh để mình múc hơi thở của rồng ha. Thật ra mình... ở đây còn nè. Vậy thì tốt quá. Làm luôn. 24 lọ là quá nhiều rồi. Mình múc mang về để nhiều lúc cần thì mình lấy ha. Chứ để không thôi, lúc cần thì không có mà dùng á. Rồi còn gì nữa không ta?
Thuốc thì chắc không cần đâu, bính gồng mà có ở đâu căng. Quan trọng là xô nước thôi, mình có xô nước thì mình mới kiểu như là nhiều khi cứu mạng mình được. Và quan trọng nhất vẫn là ngọc Ender nè, và những cái bột quỷ lửa để mình làm ra mắt của Ender. Đây, xong 17 con luôn. Mình sẽ trừ hao ra những cái con mà bị bể ha. Thà trừ hao vậy đi cho chắc. Rồi, hành lý đi thì mình chỉ mang nhiêu đây thôi, không có nhiều hơn đâu. Như vậy là còn hơi nhiều rồi đó. Hay là mình làm thêm một cái, hai cái rương Ender nha. Mình sẽ làm thêm hai cái rương Ender. Một cái thì mình sẽ đặt ở nhà nè. Mình sẽ cho những thứ cần thiết của mình vô trong ha. Khi mà, ô, không không không. Mình sẽ đặt ở nhà, khi nào mình loot được những cái món đồ xịn từ thế giới kết thúc thì mình sẽ nhét vô để có thêm kho chứa. Cũng hợp lý. Rồi, giờ thì kho đồ của mình cũng khá là nhiều thứ linh ta linh tinh rồi đó. Chắc mình sẽ đi tìm cánh cổng kết thúc luôn thôi. Đây, bắn con mắt đầu tiên coi coi nó chỉ đi đâu nha. Trời mưa nó chứ, khổ thiệt á. Mưa hoài à. Các bạn để đi, ngày nào mình vô nó cũng mưa đó. Ghét ghê. Rồi, và con mắt đầu tiên nó đang chỉ hướng bên này hả ta? Căng đó nha. Căng đó nha. Rồi, biết hướng rồi. Hiểu ý mình chứ. Đi đến khi nào đụng nó thì thôi, chứ biết sao giờ. Đi dầm mưa luôn ha. À, hình như nó quay ngược lại rồi. Hồi nãy mình mới bắn một bên kia một con, bây giờ qua đây mà nó quay ngược lại. Ui da. Rồi gớt con mắt ở chỉnh luôn rồi. Trả tôi con mắt. Đâu rồi? À đây đây đây, trên đầu cây nè. À, hình như là nó dưới này rồi. Bắn cái nữa. Đó, đâm dưới kìa. Chuẩn bị nó ngoi lên nè. Đấy 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 đấy. Có điềm vậy là nó đâu đó dưới này thôi. Tới công chuyện nữa. Xuống luôn. Bệnh gì cử. Tính ra cái stronghold này gần kế bên nhà mình luôn á. Mình đi mới có một đoạn à. Là tới rồi. Làm chế tạo cả đống mắt luôn. Sao sao. Gần thì tốt, gần thì tốt. Ủa mà sao vậy? Sao vậy mà chưa gặp ta? Ủa có nào mình tìm nhầm không vậy? Mình đào tiếp dưới này mà chưa thấy nữa nè. Nà ní. Thật hay đùa đây? Ồ, sâu lắm rồi. Tầng 20 luôn rồi. Ồ, nghe tiếng chim bay, nghe tiếng chim bay rồi. Gần tới, ở dưới này nữa. What? Ui da. Trời ơi, rớt ngay cái thạch nhũ. Ủa? Ủa vậy là mình đào lệch hả? Mèn đét ơi. Đào lệch cái stronghold rồi. Đào mà cũng bị lệch nữa. Thế cái tình mình luôn á. Đây rồi. Cuối cùng cũng tới. Ái chà chà. Ồ, thư viện luôn. Wow. Hợp lý vậy. Mới đi một xíu mà đã gặp thư viện rồi. Mưa tên sức mạnh 4. Ồ, được 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 được. Có thêm sách nữa nè. Thôi mình tới lấy sách về. Không rồi chế tạo sách tốn da quá. Giờ ta hồ mà lấy sách về luôn ha. Ừ, nhưng mà trước khi lấy tiếp thì để mình lên trên mình loot nốt cái rương đó. Trên này còn cái rương nữa. Đây. Ngồi luôn, cái rương này nghèo rồi. Không có gì hết trơn á. Thôi mình lấy tạm một ít sách về thôi ha. Đừng lấy nhiều quá. Nhiều quá xài cũng không có hết đâu. Rồi lấy nhiêu đây thôi, tầm 2 stack là được. Đi tiếp đi tiếp. Tính ra cũng may mắn tại vì mới xuống mà đã gặp được cái thư viện rồi. Ô, có bác dân làng nữa. Dân bay dân làng. Có đường xuống luôn nữa. Ôi, tới luôn. Tới luôn cái chỗ gắn mắt Ender luôn. Ồ. Được vậy. Có rương nữa nè. Rương này chắc mình sẽ cất mấy thứ lặt vặt vô ha. Không cần thiết mình sẽ cất vô bớt. Chừa mấy thứ hữu ích dành cho mình thôi. Cất vô nè, cất vô nè. Mang theo một cây đuốc để lấy trứng rồng. Rồi xong phen. Đấy là toàn bộ những gì mà mình
cần phải mang theo ha. Còn giờ thì kích hoạt cánh cổng lên thôi. Cắn hết vào. Bùm. Tèn tèn. Trận chiến với rồng Ender tuy hơi căng đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức ha. Hy vọng là số đồ hiện tại của mình đủ để đánh bại nó. Rồi qua luôn, qua luôn. Oh my god, oh my god. Căng vậy, căng vậy. Ui, rồng đang ở trên lận, nên mình cứ từ từ mà đánh thôi ha. Trước mắt là mình đừng để những cái thanh niên Enderman đánh mình là được. Và bắn những cái pha le nè. Cái đầu tiên. Lấy hơi thở, lấy hơi thở. Mình sẽ tranh thủ mình lấy một ít hơi thở ha. Ồ, cái thứ hai này chưa bắn trúng. Ồ, trúng chưa vậy? Ồ, chưa trúng luôn. Wow. Khó trúng vậy. Bắn nãy giờ chưa trúng nữa kìa. Ôi không. Trúng đi mà. Trời ơi. Thôi chắc sử dụng kỹ thuật bắn lọt he trước đi. Bắn mấy cái màn đó bị rào trước á. Lọt he. Nó mất máu rồng luôn. Hợp lý. Rồi bắn vô đây. Ôi rồng chuẩn bị đáp nè. Nhưng mà hiện tại đánh rồng cũng như không à. Tại vì rồng có thể hồi phục được từ những cái pha lê á. Thôi không đánh với nó đâu. Ui da nó cào mình rồi. Rồng trong chế độ siêu khó đánh đúng đầu luôn á. Gì ấy? Enderman quýnh mình nữa. Hề cái tình á. Mình sẽ tranh thủ mình phá những pha lèn ha. Một cái nữa nè. Thêm một cái nữa. Rồng ơi, giờ chơi fan play nha. Đang trèo lên là không có bắn gì hết đó nha. Không có quýnh gì hết nha. Kỳ lắm á, quýnh là kỳ lắm á. Lên đây kiếm coi còn cái pha lê nào chưa phá không. Ui cái này chưa phá nè. Rồi phá xong. Ồ cái bên cũng chưa luôn. Ui né 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 né. Nó mới bắn mình á. Kìa kìa nó bắn mình rồi. Phải né mới được. Bể đi. Ồ gì mà không bể kìa. Mạnh lên. Bể nè. Rồi còn cái xa xa đằng kia thôi. Là mình có thể xơi con rồng này được rồi. Chúng đi. Cái bên kia xa quá nên thử ra bắn nhiều khi không tới kìa. Rồi bể luôn. Tuyệt cú mèo xuống dưới. Xới con rồng thôi. Ngày tàn của người đã tới rồi rồng ơi. Mình né. Né đâu rồi. Xới nó thôi. Chặt vô đầu nó. What. Nó hút mình. Ui con rồng này hung thiệt. Nó dám hút mình hả. Được đấy, được đấy. Người hút ta thì ta bắn người luôn. Láo tét nè. Láo tét. Láo tét. Dám hút mình hả? Ổn sượt. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ mình hứng cái hơi thở của nó luôn. Để mình múc thêm một chút mang về ha. Múc sạch luôn. Nãy giờ mới 11 lọ thôi hả? Tiếp tục bắn nó. Nó còn nửa cây máu lận. Ừ có 4 cây đốt free không mình lượm luôn đi. Lượm hết. Quét sạch. Rồi. Giờ thì bắn con rồng này thôi. Ui nó chuẩn bị đáp kìa, nó chuẩn bị đáp kìa. Rồi, người đáp là người xác định như rồi. Tàn đời người rồi. Ui nó đang quằn quại kìa. Quằn quại nè. Này né ra, nó hút mình đó. Rồi. What the. Miền nước ơi. Ui da. Nữa hả. Gì hoài vậy. Oh my god. Múc hơi thở. Ui da. Ow. Mày được không. Cố lên chặt vô đầu nó. Một chút xíu nữa thôi. Không đủ đam chặt chết nó kìa. Con này lì thiệt. Lì nè. Lì hả. Lì hả rồng. Lì hả rồng một hit nữa. Lì hả rồng. Rồi, xác định ngươi rồi. Goodbye nhu. Goodbye rồng nha. Rồng đã được mình giải thoát rồi ha. Và bây giờ thì chuẩn bị tới màn hết kinh nghiệm thôi. Ui là trời. Hên là cái vật tổ truyền sinh cứu mạng mình. Rồng là đi bán muối luôn rồi. Nguy hiểm thật sự.
Ôi no, cái trứng rồng. Rồi cái trứng rồng bị lọt vô đây rồi. Ok, cái trứng rồng của mình. Ôi không. Cái trứng rồng nó lọt vô cánh cổng biến đâu mất rồi. Ủa kỳ vậy. Ok. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tự nhiên cái trứng rồng lọt xuống dưới luôn. Rồi công giá tràng rồi. Trời ơi, người ta có cái trứng rồng, người ta đi dành lâu lâu người ta lụm về người ta trứng mà. Mà cũng lọt cho được nữa. Bó tay thiệt chứ. Bó tay chấm cơm luôn. Su rồi na, vừa vừa thôi chứ. Trời ơi, bên này còn chưa hết mưa nữa nè. Wow nghe. Thôi giờ thì mình chớp mắt mình lụm cọng dây này, mình chạy qua ngôi làng bên kia. Tại biết sao không, lần trước á mình có gặp một cái chú mèo con ở bên kia mà mình chưa có bắt về á. Thôi hôm nay mình nhớ rồi, mình quay lại mình bắt mèo con về á. Bỏ mèo con bên làng thì cũng đâu có ai nuôi đâu. Thôi mình đem về nhà mình nuôi luôn. Ví dụ gặp thêm em nữa bắt luôn. Đủ một cặp mang về nhân giống lên á, làm đội quân mèo là không có sợ Ripper nó vô nhà phá đâu. Để coi nào. Lần trước là mình thấy nó ở trên núi lận á. Không biết giờ còn trở hay không thôi. Hy vọng là vẫn còn trên núi nha. Trời trời, Enderman kìa, mưa không lôi đi núp đi. Còn cặp cầm cục đất nữa. Đây đây, mình nghe tiếng rồi. Mình nghe tiếng mèo thôi. Nè 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 nè. Một em mèo đen. Mèo mèo mèo. Về nhà với anh nghe. Mèo mèo mèo. Đừng có đi mà. Đừng có đi mà. Đi hả? Đi đâu mà đi. Chụp luôn. Nhẹ nhàng không muốn thì anh sẽ bay lên anh chụp luôn. Một em. Kìa kìa kìa, đằng kia còn em mèo nữa kìa. Đi theo anh, đi theo anh. Giờ anh chưa có đủ cá. Anh dẫn cưng về trước đi, rồi anh câu cá anh cho cưng ăn sau. Ủa đâu rồi mèo đâu rồi? Mới thấy đi mất tiêu rồi. Mèo mơ vậy? Kìa 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 mèo kìa mèo kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Thì trước mắt mình sẽ làm một cây cầu để đi qua bên đây trước á. Ồ, xuống luôn em ạ. Xuống đây. Qua đây. Chụp em mèo luôn, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Không có chạy được. Chạy đi đâu. Ôi trời 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 trời. Lọt như này luôn. Chạy nè, chạy đâu cho thốt. Về tôi mới cưng. Ui đứt dây. No. Đứt dây rồi. Đừng cưng ơi, đừng cưng ơi, đừng chạy ẩu nha. Đừng có chạy ẩu nha. Rồi về về. Hai cục vàng về nào. Về nhà, về nhà. Tính ra nay hên trời. Hôm bữa mình gặp có một em thôi. Mà nay qua gặp hai em mèo luôn nè. Quá là đã luôn. Vừa đủ một cặp để mình nhân giống lên á. Mà cá lần trước mình câu cũng không có nhiều nữa. Có mấy con à, mình nhét vô cái thùng á. Để bây giờ mình sẽ mình coi coi mình đủ mình thuần phục mấy em nha. Mình sẽ không đủ ấy. Không đủ mắc ngồi câu thêm một lúc nữa. Rồi trước mắt là mình sẽ buộc trước. Vô đây đi ha. Để cho mèo đừng có chạy lung ta lung tôm. Rồi xong phân. Mình còn 13 con cá hồi dưới 10. Ủa dưới 6 con cá tuyết. Khoái 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 khoái. Chạy nước miếng liền. Chịu đi chịu đi. Chịu đi rồi. Em mèo đen đã chịu rồi nè. Tới em mèo vàng. Rồi thành công rồi. Như vậy thì mình đã có hai em thú nuôi rồi. Đó chính là mèo đen và mèo vàng á. Thẻ tên thì mình chưa có nhiều nên mình chưa có đặt tên cho từng em được. Mai mốt mình câu cá mình kiếm thêm á. Rồi mình sẽ đặt tên từng em sau ha. Mèo đã bắt xong rồi đúng không? Giờ chắc mình sẽ bắt thêm một em bé nữa. Em bé này mình đã bắt từ đầu cơ chứ không phải tới bây giờ bắt đâu. Đó chính là cụ. Mà không phải cụ thường đâu, cụ Hồng. Đâu ta, hôm bữa mới gặp cụ Hồng đâu bên đây nè. Giờ cưng chạy cũng muộn rồi. Đây đây rồi. Chạy đâu cưng ơi. Chạy đâu cho thoát. Đi về nhà liền. Về nhà liền đi. Chạy đâu cho thoát. Đây em cụ này sẽ làm cụ đặc biệt ha. Cụ này mình nuôi trong nhà luôn. Đi. Về nhà với anh. Đi. Let go let go. Em cụ này chắc mình sẽ nuôi ngay chỗ mình câu cá đi. Tại vì chỗ đó là chỗ mình hay rất là hay đi qua lại luôn. Có gì mình thăm cụ được. Chung với mấy chỗ em mèo đồ á.
Hợp lý ghê á. Rồi qua đây qua đây. Né né cái chỗ đó nha. Rồi. Vừa đẹp. Cầu qua đây. Xong, mèo ở phía bên này, cầu ở phía bên này. 11 mình sẽ làm thêm một cái hồ đâu đó quanh đây nè để dẫn Axolotl qua đây ở chung luôn á. Mấy thú nuôi mình để gần gần để mình dễ ngắm với dễ chăm nữa. Mất em nào là mình biết đường mình trả thù liền. Mà sao về nhà mình vẫn thấy cay nhờ. Cái trứng của mình mất trứng rồi, người ta có một trứng mà cũng bị mất nữa. Mất cái trứng gì không mất, mất cái trứng rồng. Nghĩ mà nó cay nha. Ấm ức thế nhờ. Wow thiệt chứ. Tức lầm ngực á. Thôi tức quá. Nói chung thì hôm nay á, tuy mình đã có được một cái chỗ farm bí ngô siêu to khổng lồ luôn, nhưng khi đánh rồng mình lại không có to được. Giống như vậy suýt nữa thì ha, mất mạng nè. Rồi sau khi đánh rồng xong thì mất cái trứng nữa. Mất hai thứ mà được có một thứ à. Được kinh nghiệm à. Su cà na luôn. Hy vọng là chuyến sau mình quay lại cái thế giới kết thúc á, mình sẽ tìm được cái trứng nha. Không biết là nó có bị lắc hay không thì mình không rõ ha. Chứ hồi nãy là mình thấy nó rõ ràng nó lọt xuống cái cánh cổng biến về mà. Lạ thiệt luôn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì bye bye.